Hello Mỹ Mô Tô xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì cũng vừa về một lô xe luôn nè anh chị các bạn mình. Hôm nay thì cũng cận Tết rồi, như năm mới rồi nha. Gần Tết nguyên đán rồi. Thì cửa hàng thì cũng như là phục vụ anh chị các bạn mình nhu cầu trong cái dịp Tết này nè. Thì cũng về liên tục những dòng mô tô luôn. Cửa hàng ở địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị nha. Hôm nay thì cùng với anh Phong như là tiếp tục cập nhật những dòng xe mới về nè. Hàng về liên tục anh em ạ, Tết rồi mà về liên tục luôn. Đấy, sáng một lô rồi giờ chiều thêm lô nữa này. Con này là Vulcan 650F. Xe 219, cái bảng này màu tem này đẹp. Xe nó đang dính keo nên thành ra là chưa có lột. Chưa có lau keo sạch sẽ. Vulcan F, biển Đà Nẵng. Cái biển Đà Nẵng như này thì khi anh em mua thì sang tên về đâu cũng chỉ hết có 1% thuế nhé. 1% thuế. Xe mới về luôn, chưa rửa, kịp rửa luôn. Quay luôn cho anh chị mình luôn nè. Con này thì nó bị mất cái cây bô. Dạ. Không còn cây bô. Đi nhớ bữa nó báo mười mấy đúng không? 17.307 cây. Bao đúng chuẩn, ô đô cho anh em luôn. Con này thì độ mất cây bô. Máy móc thì khỏi lo rồi. Con này nói chung anh em các bạn cô chú mình dễ rất là dễ đi ha, đúng không anh? Đúng tại rồi. Vì nó hơi thấp á. Bảo anh cứ xem đi, anh bận quay video cái đó. Con này thì sẽ để cho anh em với mức giá là 198 triệu. Xe đời 2019 nhé. 2019 đây, cam đen. Nổi bật luôn, đi đó. Tết là ok luôn. Rất là đẹp. Rồi, tới đây là con Honda Vera Venza. Vera CB Venza. Con này là 2020 này, biển Sài Gòn, xe bọc keo. Cái này độ ghi đông này chắc điều chỉnh nó vặn vặn lại tí thì nó hợp lý hơn. Lớp xe còn khá dày luôn. Giá của con này sẽ để cho anh em là 39.900. 39.900. Rồi. Quên ơi, bảo mấy anh nẹt vừa tôi tại vì đề máy lên để cho nó bơm nhớt đã, đừng có nẹt vội. Có khách đang xem xe ở trong cửa hàng nha anh chị các bạn mình nha. Con này hết xăng mất rồi. Con này G15V3 2021. Áo này vẫn đang bọc keo, không biết trời luôn. Đi 4.182 cây. Đấy, con này thì nó như một chiếc xe mới luôn, đi 4.000 cây. Biển 37 Nghệ An. Con này thì sẽ để cho anh em giá là 60.900 2021. Mấy cái màu xanh này đang hot lắm, về đâu hết đó. Xanh bạc. Màu xanh nguyên chiếc luôn á. Rồi, đây là con em Le Mans 200 phân khối nè. Có hãng GFS nha cho các bạn mình nha. Yếu xăng hết bình, xe toàn là xe mới về đấy. Bảo mấy anh em nẹt vừa thôi. Bảo nổ máy thử thôi, đừng có nẹt kiểu đấy. Nẹt nhỏ nhỏ thôi. Máy lớn mà, dòng máy 4 máy mà mấy ảnh nẹt kiểu đó. Thôi luôn à. Con này lớp quá dày luôn, em thấy mới quá trời luôn. Mới đi có 3.000 cây à? 3.119 cây. Còn sáng trưng luôn. Không thì vết luôn mà nó có cái đó, nó yếu bình vì nó hết xăng. Lại xe gửi về họ hay hút hết sạch xăng ra. Con này thì để cho anh em mức giá là 43.900. Em bảo em dặn mấy tay kia đừng có nổ máy lên, nẹt máy ngay, hỏng máy nó bắt đền rồi. Rồi.
Rồi, còn cực ken luôn nha anh chị các bạn mình ha. Được, GTX 2018. Đi 26.000 cây. Biển 83 Sóc Trăng. Xe chưa rửa bụi tùm lum hết. Con này thì sẽ để cho anh em là 36.900. Máy thì thầm luôn. Còn bên đây quay lại cái biển số cho anh chị mình xem nè. Biển 70 Tây Ninh. Đẹp. Rồi. R15V3 tiếp tục. R15V3, con này thì nó là xe 2018. Đời 2018. Con này thì sẽ để cho anh em với mức giá là 51.900.000. Nó là biển Sài Gòn nên nó sẽ cao hơn mức bình thường một tí. Dạ. Rồi tiếp theo thì con có Yamaha FZ luôn. Con này là con cọp này. Con này em thấy là cực mới luôn nè. Chủ đi rất là kỹ nha anh chị các bạn nha. Xe nè. Thì mình dòm cái đi có 3.000 cây luôn. Chất có xe nè. À, vỏ trước vỏ sau là còn theo xe nhé. Nó dày cơ này nè. Đây. Vỏ trước vỏ sau theo xe. Ông cốt này nó còn chưa mở luôn. Cái này là dán keo về dính keo nha anh chị các bạn nha. Người ta bọc keo. Đấy. Con này thì nó quá cọp rồi. Màu xanh Bobby Star. Con này thì nó cũng không hề rẻ. Dòng này mà nó cọp thì không hề rẻ. Con này sẽ để cho anh em là 42.900.000. Về cái khoản giấy tờ thì tất cả xe mình đều bao rút hồ sơ cho anh em hết. Anh em chỉ săn về đăng ký ra tên thôi nha. Trong thì anh em đang xem xe có lẽ là mình cũng tạm dừng để Nay để em sẽ quay cũng như là giới thiệu cho anh chị mình tất cả những dòng xe trong đây, trong cửa hàng mình cũng còn những dòng xe cho đây, anh em đang xem những dòng xe 4 máy á. Đây thì có Gbel 500, 300 đều có đầy đủ luôn. Còn có 150 thì ở trong kia rất là nhiều luôn nha anh chị các bạn ha. Đây. Đây Honda CBR 650G. Ở đây thì có Z8 cũng còn nữa nè. Đó. MT15, nói cái clip trước thì em có quay rồi nè, cái dòng xe này ha. Đây thì Z300 cũng có luôn. Như là CBR 150 nè. Đó, 150 thì số lượng nhiều nha anh chị các bạn mình ha. Suzuki GSX EG bản S đều có luôn. Ở trong kia thì còn TFS luôn nha anh chị các bạn mình nha. Và bên đây thì G53 thì khỏi nói rồi, rất là nhiều luôn. Anh chị các bạn mình có quan tâm khúc 150 thì cứ đến cửa hàng lựa xe nha anh chị các bạn mình ha. Thì chắc có lẽ là video em kết thúc tại đây ha anh chị các bạn mình. Nếu có nhu cầu quan tâm dòng xe nào thì mình cứ bình luận mạnh bên dưới cho em, hoặc liên hệ qua số điện thoại trên màn hình có Zalo luôn nha. Đó. Rồi, cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp quý anh chị các bạn trong những video tiếp theo.